Hôm 24 tháng 8 giờ Mỹ, ông Donald Trump lại đi vào lịch sử với tư cách cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị chụp ảnh lăn tay lưu hồ sơ truy tố hình sự. Tuy nhiên, bất chấp các khó khăn tư pháp hiện tại, ông vẫn là ứng viên sáng giá nhất trên đường đua giành vị trí đại diện đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Nhìn ra thế giới hôm nay sẽ nói đến tấm hình lưu hồ sơ đã tràn ngập trên truyền thông nước Mỹ và thế giới vào cuối tuần qua. Thưa quý vị, bị chụp ảnh lưu hồ sơ nhà tù có thể là vết nhơ với nhiều người Mỹ. Nhưng với cựu Tổng thống Donald Trump cũng là ứng viên tranh cử Tổng thống 2024, thì đây có vẻ như là cơ hội để củng cố thông điệp cho chiến dịch tranh cử của ông. Đoàn xe của ông Trump đến trại giam hạt Fulton, bang Georgia vào tối ngày 24 tháng 8, tức sáng ngày 25 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Khoảng 30 phút sau khi máy bay riêng của ông hạ cánh xuống sân bay Hartsfield Jackson ở Atlanta hạt Fulton. Ông phải trình diện và chụp ảnh lưu hồ sơ sau khi bị truy tố với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử ở bang này năm 2020. Tại đây, ông Trump bị chụp ảnh lưu hồ sơ với số liệu tù nhân P0113589. Hồ sơ nhà tù ghi ông cao 1m9 và nặng 97,5 kg, tóc vàng, mắt xanh. Ông có mặt tại nhà tù trong khoảng 20 phút và rời đi sau khi nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. Ông Trump đã đồng ý với số tiền bảo lãnh 200.000 đô la và các điều kiện khác để được tại ngoại, bao gồm việc không sử dụng mạng xã hội để đe dọa các bị cáo khác hoặc nhân chứng trong vụ án. Ông Trump đã tránh phải chụp ảnh lưu hồ sơ trong các vụ truy tố tại New York và Florida trong năm nay, nhưng thủ tục ở bang Georgia yêu cầu chụp ảnh bị cáo trước khi họ được tại ngoại. Cảnh sát trưởng hạt Fulton Pat Labatt cho biết tất cả 19 bị cáo trong vụ cáo buộc gian lận bầu cử ở bang Georgia sẽ trải qua các quy trình tương tự, bao gồm lấy dấu vân tay và chụp ảnh phạm nhân. Tấm hình cũng được công bố vào cùng ngày. Phát biểu trước khi lên máy bay rời Atlanta, ông Trump một lần nữa mô tả vụ án chống lại ông, cũng như các vụ truy tố khác mang động cơ chính trị. Những gì đã diễn ra ở đây là một trò hề của công lý. Chúng tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi chẳng làm gì sai cả. Và mọi người đều biết điều đó. Giới chức Mỹ thực hiện việc chụp ảnh hồ sơ nhà tù từ những năm 1800 để xác định những người bị buộc tội nếu họ bỏ trốn, không đến trình diện tòa hay phục vụ công tác truy bắt nếu họ tái phạm sau khi được thả. Đây là thủ tục bắt buộc trong quá trình tố tụng và thường được coi là một vết nhơ trong lý lịch tư pháp của những người bị lưu hồ sơ. Ông Donald Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị chụp ảnh hồ sơ nhà tù. Giới chuyên gia nhận định, dù chỉ mang tính thủ tục, bức ảnh hồ sơ nhà tù có khả năng tác động đáng kể tới cựu Tổng thống Mỹ khi các đối thủ có thể tận dụng nó để hạ thấp uy tín của ông, thậm chí mỉa mai ông trong chiến dịch tranh cử. Thế nhưng ông Trump dường như đã có sự chuẩn bị cho bức ảnh mang tính lịch sử của mình. Đội ngũ tranh cử của ông đang tìm cách biến sự sỉ nhục thành một vũ khí chính trị bằng cách sử dụng chính tấm ảnh này để gây quỹ. Bức ảnh lưu hồ sơ nhà tù của ông Trump xuất hiện tràn ngập trên truyền thông nước Mỹ và thế giới. Kênh CNN dẫn hai nguồn thạo tin nói rằng, nhóm trợ lý của ông Trump đã thảo luận về ảnh hồ sơ nhà tù trước khi ông được chụp. Cuối cùng, ông quyết định muốn tỏ ra cứng rắn và cố tình không cười khi chụp ảnh. Trên ảnh, ông gườm mắt đầy bất chấp, nhìn thẳng vào ống kính. Cùng ngày 24 tháng 8, cựu Tổng thống Trump đăng tấm ảnh này lên mạng xã hội X, trước đây có tên là Twitter, với dòng chữ "Can thiệp bầu cử, không bao giờ đầu hàng", cùng với đường link dẫn tới trang web vận động gây quỹ của ông. Đây là lần đầu tiên ông trở lại mạng xã hội này kể từ cuối nhiệm kỳ Tổng thống. Chiến dịch tranh cử của ông Trump gây quỹ thông qua bán hàng hóa trên cửa hàng trực tuyến. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ông bị chụp ảnh, đội ngũ tranh cử của ông và những người ăn theo đã tung ra những chiếc áo thun in bức ảnh này, cũng như trên nhiều dạng sản phẩm khác, từ nón, ly đến poster. Giá cả dao động trong khoảng từ 12 đến 34 đô la Mỹ. Thật hài hước, áo thun như thế này xuất hiện tràn ngập, nhưng tôi nghĩ chỗ này sẽ bán đắt hàng, bởi vì tôi nghĩ tất cả mọi người đều muốn có một cái. Với một chiếc áo thun thế này, bạn có thể cười nhạo người đó, hoặc bạn cũng thể hiện sự thông cảm với ông ta. Chiến dịch của ông Trump cũng dùng email và tin nhắn điện thoại để kêu gọi các nhà tài trợ trực tuyến. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn Stephen Chung thuộc đội ngũ tranh cử của ông Trump cho biết, kể từ khi trình diện nhà tù ở thành phố Atlanta, bang Georgia, ông Trump đã gây quỹ được hơn 7,1 triệu đô la. Chỉ tính riêng trong ngày 25 tháng 8, đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ đã thu về 4,18 triệu đô la, con số tính theo ngày cao nhất từ trước đến nay.
Tính đến ngày 26 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ đã gây quỹ được gần 20 triệu đô la Mỹ trong 3 tuần qua, giai đoạn mà ông phải đối mặt với các vụ truy tố. Hiệu ứng từ bức ảnh cho thấy một lần nữa, nước Mỹ vẫn chia rẽ sâu sắc xoay quanh cựu Tổng thống Trump. Hàng triệu người Mỹ xem bức ảnh này như là biểu tượng của công lý, là bằng chứng cho thấy không ai đứng trên pháp luật. Nhưng cũng có hàng triệu người Mỹ khác xem đây là gương mặt của sự kiên cường đang bị đối thủ triệt hạ. Cựu Tổng thống tạo dáng theo một cách nhất định. Ông ta muốn có vẻ ngoài đầy đe dọa và bất khả chiến bại. Ý tôi là, đối với tôi, việc đây là cựu lãnh đạo đất nước gần như lố mịch. Tôi sẽ mặc một chiếc áo in hình này. Thật buồn cười. Cứ như toàn bộ bối cảnh chính trị ở Mỹ vào thời điểm này là một vở hài kịch. Có vẻ như càng có nhiều cáo trạng thì càng có nhiều người nói rằng tôi thích ông ấy. Tôi nghĩ chính phủ đang cố gắng biến ông thành một kẻ ngốc. Tôi không nghĩ ông ấy đã làm điều gì xấu cho đất nước và tôi nghĩ họ chỉ đang cố làm cho ông ấy trở nên tồi tệ. Về phần mình, khi được các phóng viên phỏng vấn hôm 25 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã xem ảnh của ông Donald Trump qua truyền hình và nhận xét về tiền nhiệm như một anh chàng đẹp trai. CNN dẫn lời John Bolton, người từng là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời ông Trump, nói bức ảnh đã được dàn dựng cẩn thận. Ông này cho rằng tấm ảnh được dàn dựng như một dấu hiệu đe dọa các công tố viên và thẩm phán. Còn với nhà báo Cooper Lawrence, từng viết nhiều về văn hóa của người nổi tiếng, có được một bức ảnh lưu hồ sơ nhà tù đẹp là một điều khó. Tuy nhiên, theo bà, ông Trump là một người hiểu quá rõ về sức mạnh hình ảnh trước công chúng của mình. Một số nhà bình luận cánh hữu đã so sánh ông Trump với Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và mục sư Martin Luther King, những người cũng từng phải chụp kiểu ảnh tương tự. Theo họ, những người ủng hộ ông Trump sẽ muốn nhìn vào tấm ảnh theo hướng này. Hiện tại, cựu Tổng thống Mỹ đang đối mặt với 4 cuộc truy tố. Tuy vậy, theo các cuộc khảo sát, ông Donald Trump vẫn đang là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa khi bỏ xa các đối thủ từ 30 đến 50 điểm, dù ông đã không tham dự cuộc tranh luận đầu tiên của đảng này. Nhìn ra thế giới, xin khép lại tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị ngay khi có những cập nhật mới nhất. Xin kính chào tạm biệt.